lịch sử K-pop. K-pop đã trải qua gần 30 năm với nhiều thế hệ đi qua với hơn hàng trăm nhóm nhạc đã ra mắt, thu hút hàng triệu fan hâm mộ từ khắp thế giới. K-pop, nhạc pop Hàn Quốc còn được biết đến với cái tên khác là Gazo. Vậy khái niệm thần tượng K-pop được mọi người biết đến chính thức vào thời gian nào? Cùng xem để biết idol mình thuộc gen mấy nhé! Trước khi có khái niệm thần tượng K-pop, gen không? Thực tế, ở Hàn Quốc một số người gọi thế hệ idol đời đầu tiên là gen không, vì đây là giai đoạn trước khi hình thành nên văn hóa thần tượng. Trong thời điểm này, nhóm nhạc tiêu biểu là Seo Taiji and Boys hay Taiji Boys. Những năm đầu thập niên 90, Seo Taiji and Boys là nhóm nhạc tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc. Sau thành công của nhóm Seo Taiji and Boys, các nhóm nhạc khác cũng bắt đầu theo đuổi phong cách nhạc dance để phù hợp với sở thích âm nhạc của đại chúng. Từ đó, tên gọi K-pop đã chính thức được ra đời. Hình thành khái niệm thần tượng K-pop, Gen 1. Vào năm 1996, Seo Taiji and Boys công bố tan rã nhóm. Sau đó nhóm AOT 1996 do công ty SM quản lý được debut, đánh dấu sự khởi đầu cho một thế hệ thần tượng K-pop. Ở thời điểm này, các boy group nổi tiếng có thể kể đến như SEKAIS 1997, girl group như SES 1997 và Fin KL 1998 cũng được ra mắt và trở nên phổ biến trước công chúng. Đến năm 1998, bài hát của các nhóm nhạc được phát sóng trên truyền hình, nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và bắt đầu đạt được những thành công nổi trội. Gen 1.5, K-pop vươn mình đến châu Á. Thời điểm này có các nhóm nhạc nam, nữ và cả ca sĩ solo được ra mắt như Singwa 1998, God 1999, Chakra 2000, Jewelry 2001, Boa 2000, Rain 2002, đánh dấu thời kỳ vàng son của K-pop. Sở dĩ giai đoạn này được gọi là Gen 1.5 vì các idol ở thế hệ này được xem như là thời kỳ quá độ trước khi bước đến các idol thế hệ Gen 2. Đặc biệt, dưới sự lan tỏa của các kênh truyền hình thì khái niệm Hallyu được hình thành và thuật ngữ K-pop cũng được sử dụng phổ biến hơn. Đây là thế hệ bắt đầu cho thấy tầm ảnh hưởng của K-pop bắt đầu lan rộng đến khắp châu Á khi nữ ca sĩ solo BoA đã nhật tiến và chinh phục trái tim người hâm mộ Nhật Bản thành công vào năm 2002. Gen 2 – khởi đầu cho nền công nghiệp K-pop. Mốc khởi đầu của Gen 2 bắt đầu với sự ra mắt của nhóm TVXQ, ra mắt vào năm 2004. Nhưng đến năm 2007 mới được xem là thời kỳ đỉnh cao của Gen 2 với sự ra đời của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang 2006 và Wonder Girls 2007. Các idol Gen 2 bắt đầu thâm nhập và gây sốt ở thị trường âm nhạc châu Á. TVXQ, SNSD 2007, Kara 2007 đã tiến vào thị trường Nhật Bản thành công. Super Junior 2005 ra mắt tại thị trường Trung Quốc đã tạo được tiếng vang lớn. Với một khởi đầu thành công như thế, các công ty giải trí đã cho ra mắt nhiều nhóm nhạc khác như Shiny 2008, 2PM 2008, Infinite 2010, 2NE1 2009, 4MINUTE 2009, Tiara 2009 với những thành công nối tiếp đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra trong thời điểm này, bài nhạc phim của nhóm SS501 từ bộ phim Vườn Sao Băng năm 2009 cũng trở thành bài hit, giúp tên tuổi của nhóm vụt sáng hơn. Ngoài các nhóm nhạc kể trên, còn có các nhóm nhạc khác như FT Island 2007, BIS 2009, FX 2009, CNRU 2010, SISTAR 2010, APINK 2011, Troublemaker 2011, ESID 2012 cũng nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, ở thời điểm này, em gái quốc dân IU cũng được ra mắt và nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ đến ngày nay. Một ca sĩ solo khác cũng nhận được sự quan tâm không kém IU đó chính là Ailee. Với chất giọng đầy nội lực và cao hiếm có, cùng âm sắc sáng, kỹ thuật hát đỉnh cao, cô còn được netizen ưu ái đặt mệnh danh cho cô là Beyoncé Hàn Quốc. Thế hệ Gen 2 được xem như là thời kỳ hoàng kim của K-pop khi hội tụ rất nhiều những idol, nhóm nhạc nổi tiếng với những bài hit một thời mà khi nghe lại vẫn khiến mọi người bồi hồi. Gen 3 – cơn sốt toàn cầu. Các idol thế hệ Gen 3 là những idol được đầu tư kỹ lưỡng và chăm chút từ trước và cả sau khi debut. Đặc biệt, năm 2012 là năm K-pop làm chấn động cả thế giới với ca khúc Gangnam Style của Psy. Bài hát ra mắt trên Billboard Hot 100 vào tháng 9 trước khi leo lên vị trí thứ nhất 2 tuần sau đó. Gangnam Style cũng trở thành MV đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. SM Entertainment đã ra mắt nhóm nhạc nam EXO với chiến lược đánh mạnh vào thị trường âm nhạc Hàn Quốc và Trung Quốc. BTS cũng ra mắt vào thời điểm này và trở thành idol Gen 3 có lượng fan hùng hậu nhất cho đến nay. Sự cạnh tranh giữa các nhóm nữ cũng gay gắt không kém các nhóm nhạc nam. SM với nhóm Red Velvet 2014, JYP với Twice 2015, YG với Blackpink 2016. Ngoài ra không thể không nhắc đến GOT7 2014, Winner 2014, Seventeen 2015, Monsta X 2015, Astro 2016.
Thời điểm này, các chương trình truyền hình thực tế sống còn tạo ra sân chơi đào tạo nhóm nhạc trẻ mang tên Produce 101/2016, thu hút nhiều nhân tài không chỉ Hàn Quốc mà còn từ nhiều quốc gia khác nhau. Các nhóm nhạc như IOI và Wanna One, X1 là những nhóm nhạc bước ra từ chương trình Produce 101 và cũng sở hữu nhiều bài hit. Khác với các idol ở thế hệ trước, các idol Gen 3 có phần cởi mở hơn khi chia sẻ nhiều hơn các câu chuyện đời thường, làm nghề, cuộc sống cá nhân mình đến cho khán giả. Ngoài ra, idol thế hệ này cũng được đẩy mạnh các hoạt động quảng bá ở nhiều quốc gia khác nhau. Gen 4 – Tái cấu trúc K-pop. Mặc dù một số ý kiến cho rằng Gen 4 vẫn chưa thực sự bắt đầu dựa theo những tiêu chí của thị trường âm nhạc, nhưng các idol Gen 4 vẫn đạt được nhiều thành tựu không kém các bậc tiền bối và chiếm vị trí đầu bảng trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Gen 4 được tính từ sự debut của hai nhóm Stray Kids và ATEEZ vào năm 2018. Có những ý kiến cho rằng xuất phát điểm của thế hệ Gen 4 phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các fandom quốc tế. Có lẽ là do các nhóm nhạc thần tượng trước đây thường hướng đến mục tiêu thành công ở thị trường trong nước rồi mới hướng đến thị trường nước ngoài. Nhưng giờ đây thế hệ thứ tư đã có mục tiêu khác, đó chính là cố gắng trở thành một nhóm nhạc toàn cầu ngay từ khi mới ra mắt. Một số nhóm nhạc Gen 4 nổi trội có thể kể đến như G-Idol 2018, Everglow 2019. S3 2020. IV 2021. New Jeans 2022. Tuy nhiên, các idol thế hệ Gen 4 vướng phải nhiều tranh cãi khi được cho rằng các công ty đang công nghiệp hóa ngành giải trí mà không tập trung đầu tư vào việc đào tạo kỹ lưỡng cho idol Gen 4 như các idol thế hệ trước. Điều này dẫn đến các thần tượng Gen 4 có ngoại hình thu hút, nổi bật. Nhưng xét về kỹ năng chuyên môn và giọng hát của các thần tượng thì không có sự nổi bật, một màu và không có màu sắc riêng của nhóm. Thay vì những bài hát với chất giọng đầy nội lực, giàu cảm xúc như các idol thế hệ trước, các idol Gen 4 sở hữu nhiều ca khúc với chất giọng gió hoặc giọng mũi, khiến khán giả không còn hứng thú vì các sản phẩm âm nhạc đều tương tự, thiếu sự đa dạng và độc đáo. Một số netizen cũng cho rằng họ cảm giác như các idol Gen 4 là một performer, ca sĩ trình diễn, hơn là một ca sĩ chân chính. Gen 5 – Liệu có quá sớm? Mặc dù các phương tiện truyền thông đã bắt đầu đề cập đến thế hệ idol Gen 5, nhưng các netizen cho rằng việc đề cập đến Gen 5 ở thời điểm hiện tại là quá sớm. Vào tháng 5 năm 2023, Hybe kết hợp với công ty COS Entertainment để debut nhóm nam mới mang tên Boy Next Door với 6 thành viên, mở đầu cho thế hệ idol Gen 5 với single đầu tay mang tên Hoop. Chỉ sau 1 năm ra mắt, nhóm đã nhận được giải đĩa vàng Next Generation vào tháng 1 năm 2024. Sau 7 năm kể từ khi ra mắt Blackpink, YG Entertainment đã cho ra mắt nhóm Baby Monster vào 1 tháng 4 năm 2024. Nhóm nhạc nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi ngay từ những ngày đầu mới ra mắt và gây sốt khi sở hữu khả năng hát live cực ổn so với những nhóm nhạc mới đang hoạt động hiện nay. AI Idol, vào năm 2023, Metaverse Entertainment đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ ảo mang tên Mei. Nhóm nhạc bao gồm 4 thành viên Siêu, Zena, Tyra và Marty được tạo ra bằng những công nghệ máy học, deepfake và sản xuất 3D. Video âm nhạc đầu tiên của Mave là Pandora nhanh chóng thu hút gần 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong thời gian ngắn, trở thành bước đệm quan trọng cho sự thành công trên toàn cầu của K-pop trong không gian mạng. Ngoài Mave, còn có Brave, KDA, Eternity, S3 với concept AI cũng là những nhóm nhạc ảo được tạo ra bằng công nghệ AI với những công nghệ ngày càng tinh vi và giống người thật hơn. Trên đây là tổng hợp thông tin về các thế hệ idol K-pop dựa trên nhiều nguồn thông tin. Tuy nhiên, việc phân chia các thế hệ idol vẫn còn nhiều tranh cãi nên các bạn xem tin với sự tham khảo thôi nhé. Các bạn thích nhóm nhạc nào nhất? Hãy bình luận ngay cho Ad biết với nhé! I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain.